Nam ca sĩ khiếm thị lên tiếng trước thông tin bị ekip bỏ mặc giữa sân khấu. Nam ca sĩ này nói gì về việc nhân viên trong ekip bị chỉ trích vì hành vi vô trách nhiệm? Vào hôm ngày 29 tháng 5, một clip trình diễn mới đây của nam ca sĩ khiếm thị Tiêu Hoàng Kỳ đã viral khắp mạng xã hội. Đáng chú ý trong video, giọng ca 47 tuổi quay lưng về phía khán giả khi trình diễn tại một trường đại học. Từ đây, một bộ phận khán giả chỉ trích gay gắt ekip Tiêu Hoàng Kỳ vì bỏ mặc, không hỗ trợ nam ca sĩ dẫn tới việc anh đứng sai vị trí. Ngay sau đó, Tiêu Hoàng Kỳ đã lên tiếng làm rõ những hiểu lầm. Nam ca sĩ khẳng định ekip không hề có lỗi, thực ra ban đầu trợ lý đã đưa tôi đến đúng vị trí. Nhưng khán giả ngày hôm đó vô cùng nhiệt tình. Họ cổ vũ rất lớn khiến tôi phán đoán sai hướng. Tôi còn tưởng khán giả có mặt ở cả bốn phía nên mới tùy ý đứng như vậy. Là tôi đã gây ra sự hiểu lầm lần này. Các nhân viên của tôi không làm gì sai cả. Trợ lý còn lên hẳn sân khấu và nhắc tôi rằng khán giả đang đứng ở hướng ngược lại. Thế nhưng, địa điểm biểu diễn nhỏ mà âm lượng do khán giả tạo ra lại rất lớn nên tôi cũng không nghe rõ lời trợ lý nói. Sau đó, tôi chỉ tập trung vào phần biểu diễn của mình mà thôi. Tôi sẽ cẩn thận hơn trong những màn biểu diễn sau này và chuẩn bị thật kỹ trước khi lên sân khấu. Tiêu Hoàng Kỳ sinh năm 1976, là ca sĩ nổi tiếng tại Đài Loan, Trung Quốc. Ngay từ khi mới sinh ra, anh đã mắc phải bệnh đục thủy tinh thể. Sau đó, nam ca sĩ lấy lại ánh sáng cho đôi mắt nhờ phẫu thuật. Thế nhưng, vào giai đoạn trung học, giọng ca Eugene Mi Ai đã mất hoàn toàn thị lực. Nguồn: Korea Bu.